trong thời điểm miền Trung, khúc ruột của đất nước ta đã phải chịu ảnh hưởng hết sức nặng nề của cơn bão số 8. Ngày hôm nay, Bảo Khánh xin gửi tới quý vị bài hát Mưa chiều miền Trung, mong rằng đồng bào miền Trung sẽ sớm vượt qua.